Quý thì chị nghĩ chắc cũng vừa, không đến nỗi mà thấp, nó thanh thanh với gương mặt là tại vì mặt xương thì nhưng nó mà mũi. Nếu Hàn Quốc là nhiều khi có sửa mũi rồi đó chị, mũi cao rồi đó, mũi vậy cao hả? Mà là mũi sữa đó chị. À ha, mà không biết em có sửa không em. Mà nếu chưa sửa thì để chị vẫn chỗ cho sửa. Chị Giang đi sửa sỉ không hết cưng à. Bởi vì tôi thích sự phiêu lưu và trải nghiệm. Tôi là mẫu người thích sự sáng tạo, yêu cái đẹp và hay thích làm trò để tạo niềm vui cho mọi người. Những cô gái có sự đầm thắm, dịu dàng và giọng nói ngọt ngào dễ khiến tôi say đắm. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp về giác quan thứ 6 của người phụ nữ, nhưng chưa có trường hợp nào dùng linh cảm của người phụ nữ để đoán mặt hay đoán nghề, nên tôi đang rất hào hứng để bắt đầu cuộc chơi ngày hôm nay. Có mà sao không thấy em bay gì hết vậy? Cái bắp đùi của gió hơi bự. Chị ơi, mình nói về cái phần trên chị ơi. À dạ. Vậy hả? Dạ. Đón cái mặt thôi em. Cái mặt. Dạ. Cái mặt của bạn này chắc cũng hơi bự bự nha. Mặt bên này thì dài nhưng mà mặt bên này có bị chiều ngang. Là sao chị? Phải rồi. Vậy chị. Là nó cái bị bự. Anh này anh đang đứng nghiêng đó chị, anh đứng theo cái thế vậy nè chị. Thế là thế à. Để cho em thế 73 á chị. Thế 73. Chứ nó không phải là anh đứng thẳng giống như cái anh số 1. Anh đứng theo chiều gió đó chị. Đó. Anh đứng vậy nè. Chị biết sao? Chiều nào là đứng theo chiều đó. Gió chiều nào anh theo chiều đó. Ví dụ gió thổi bên đây anh sẽ nghiêng đây, mà nếu ngược lại gió bên đây cái là anh sẽ nghiêng qua đây. Tại vì anh đứng ngang vậy là anh sẽ bị cản gió. Chắc ảnh mỏi lắm ha. Như chị nghĩ thì cái mặt cái bạn này hơi hài hước đó nha. Tại vì bạn đứng cái tướng thấy hài hước và cái mặt cũng sẽ hài hước. Nhưng mà mắt mũi miệng sao nè? Mắt thì mắt hai mí đó. Mà hai mí nhưng mà đuôi bị sệ cụp. Mũi này cũng dạng mũi bự á, chứ không phải mũi thon như bên này. Cái môi thì sao chị? Miệng là hình gì? Cái môi thì cũng thừ lừ á. Nó xấu đều hết chị đi cho nó dễ. Chị nói vậy rồi cái bạn đó bạn giận bạn bỏ về rồi sao? Gió ơi gió, thông cảm cho chị nha gió. Tường Vi, em nghĩ anh này thì sẽ hơi kiểu ốm người á. Em không nghĩ là mặt anh ấy thuộc dạng hơi múp múp đâu, em nghĩ là mặt hơi ốm luôn á. Cỡ anh không em? Cỡ anh không? Ốm hơn anh một chút luôn. Hơn anh chút. Dạ, ý là anh múp quá đó. Múp quá đó. Anh múp quá đó. Anh mặt quá anh. Bớt khỏi những cái từ ngữ mà để mang tính chất so sánh lại. Em nghĩ anh này môi hơi mỏng á. Mỏng và nhỏ. Dạ, em nghĩ vậy. Chúng nói chuyện gì nghe. Rồi. Bởi vì ăn nhiều. Nhưng mà tướng vẫn rất ngon lành. Cái chữ ngon đó là sao Vi? Ảnh nói là tướng vẫn rất là ngon lành. Có nghĩa là tướng vẫn không có bị múp kiểu mở mở như anh Vinh á. Mở mở như anh Vinh á. Mở mở như anh Vinh á. Anh sơ hở, anh thở ra cái là em nói anh liền. Bình thường anh hớp vô mới thấy. Nhưng không sao, nói đi em. Hồi nãy nếu anh Vinh anh nói á, mắt hiếp rồi cười có duyên giống ảnh á, thì anh bắt đầu không muốn tưởng tượng rồi đó. Dạ. Anh nói cho em nghe nha, anh mà là con gái là rất là đẹp gái luôn. Trời xinh nhỏ, xinh nhỏ, thế, xinh nhỏ. Cái mặt của anh. Con gái nào mà đô vật như anh. Anh nói đi, anh chỉ em đi. Không, đừng tính cái dáng người, nhưng mà những cái nét của anh nếu mà là con gái cũng rất là đẹp. À, tức là che đó. Hết luôn đúng không? Chứ trừ lại cái mặt anh. Ủa anh, sao mà anh thuyết phục tụi em là anh sẽ đẹp gái chi vậy? Anh muốn không muốn điều gì? Không, không, bắt đầu giác quan thứ 6 của Thiền hiện lên rồi. Đó. Anh muốn nói gì đây? Anh muốn điều gì? Dạ ơi, chắc em về đi chứ hai bạn này ăn hiếp anh quá rồi.